Hà Thanh Xuân tiếp tục đăng đàn ẩn ý qua cơn mê, hôn nhân với vua cá Koi đã giải quyết xong. Thời gian này, mạng xã hội lan truyền thông tin vua cá Koi Thắng Ngô và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân ly hôn sau gần 1 năm về chung nhà. Tin đồn được bắt nguồn từ việc trên trang cá nhân của hai người đã hủy kết bạn với nhau, đồng thời xóa hết những hình ảnh cuộc sống hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc trước đó. Ngoài ra, cộng đồng mạng còn phát hiện ra vua cá Koi đã tạm thời khóa trang Facebook cá nhân. Trước sự việc này, với nhiều khán giả thường xuyên theo dõi Hà Thanh Xuân trên mạng xã hội, không khó để nhận ra những điều bất thường trong mối quan hệ tình cảm giữa hai vợ chồng. Kể từ đầu năm 2023, dù vẫn tích cực hoạt động trên mạng xã hội, nhưng Hà Thanh Xuân không còn đăng tải những khoảnh khắc xuất hiện cùng ông xã như trước đó. Cô chỉ có lại bóng một mình và thông tin về bạn đời cũng được nữ ca sĩ hạn chế chia sẻ. Trước ồn ào ly hôn, Hà Thanh Xuân không lên tiếng rõ ràng và có động thái tắt tính năng bình luận. Những ngày qua, không khó để nhận thấy nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái đầy tâm trạng. Mới đây, Hà Thanh Xuân bất ngờ đăng tải khoảnh khắc cô thể hiện ca khúc Qua Cơn Mê, kèm với đó là dòng trạng thái cảm thấy biết ơn. Những câu hát da diết chứa đựng ý nghĩa về câu chuyện tình buồn khiến nhiều người càng thêm đặt nghi vấn về chuyện tình cảm hiện tại của nữ ca sĩ và chồng là doanh nhân Thắng Ngô. Cách đây vài ngày, Hà Thanh Xuân cũng chia sẻ khoảnh khắc bản thân hát ca khúc Tân Dòng Sông Ly Biệt, có lời bài hát ẩn ý về chuyện ly biệt đau khổ và những lời hẹn ước đã tan vỡ, khiến fan không khỏi đặt dấu chấm hỏi. Vào tháng 2, nữ ca sĩ từng bày tỏ tâm trạng buồn trên trang cá nhân. Cô tâm sự khi buồn sẽ chọn cách im lặng và ngồi thiền để bản thân được thoải mái và mang lại năng lượng tích cực đến cho mọi người. Có nhiều người nói chẳng bao giờ thấy Xuân buồn, lúc nào cũng tươi cười. Thật sự những lúc buồn nhất Xuân sẽ chọn im lặng và ngồi thiền. Khi ổn sẽ xuất hiện trước mọi người vì Xuân đã học rất tốt cách yêu thương bản thân mình. Xuân lúc nào cũng đem năng lượng tích cực đến mọi người. Muốn làm được điều đó tôi phải ổn đã, lớp myself. Sau dòng trạng thái đó, Hà Thanh Xuân dường như chỉ xuất hiện một mình. Đáng chú ý khi có kế hoạch sửa sang lại nhà cửa, nữ ca sĩ đã dành cả tuần chuẩn bị và tự mình thực hiện hết mà không có sự xuất hiện hay bóng dáng của vua cá Koi. Cô đăng tải trên trang Facebook rằng phụ nữ ở Mỹ không có gì là không thể. Cả tuần này dành thời gian sửa nhà và thay đổi ít đồ furniture, làm mới cho không gian ở nhà, cái gì cũng muốn mua. Người Mỹ có câu rất hay, "We love my doing". Ngoài ra, trong video livestream vào ngày 18 tháng 2, Hà Thanh Xuân cũng đề cập đến việc sửa chữa nhà. Cô cho hay 2 tuần vừa rồi bản thân tự dọn dẹp nhà cửa mà không có sự phụ giúp của ai cả. Khi khán giả thắc mắc về sự vắng mặt gần đây của ông xã, nữ ca sĩ cũng không có ý định trả lời mà chỉ cười trừ và giải đáp các bình luận khác. Trong 2 tuần vừa rồi, Hà Thanh Xuân dọn dẹp nhà cửa, sửa sang lại tí xíu phòng của mình, sơn quét lại. Thực hiện điều này khiến bản thân cảm thấy fresh và nó mới. Cái gì khó thì mình cứ học thôi, biết đâu mai mốt Hà Xuân sẽ tự sửa cả căn nhà thì sao. Vì phụ nữ ở Mỹ bất cứ cái gì cũng làm được hết, không có gì khó cả, quan trọng là mình cố gắng là mình thực hiện được hết. Hà Thanh Xuân cảm thấy rất vui và tự hào vì mình đã làm được, cô nói. Đến nay, giữa tin đồn cả hai đường ai nấy đi, chỉ sau chưa đầy 1 năm kết hôn, chia sẻ với dân Việt, ông Thắng Ngô không phủ nhận cũng không khẳng định. Tôi không muốn cuộc sống riêng tư bị đụng chạm tới. Khi được phóng viên đặt câu hỏi, như vậy tức là không có chuyện vợ chồng vua cá Koi rạn nứt, ông Thắng Ngô từ chối trả lời, tôi xin phép không bàn tới chuyện này. Cùng lúc, ca sĩ Hà Thanh Xuân đăng ảnh mới trên trang cá nhân với chú thích sau cơn mưa trời lại sáng, nữ ca sĩ thời gian qua ở Mỹ biểu diễn. Được biết, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô biết nhau lần đầu vào tháng 4 năm 2021 khi được một đạo diễn làm mai. Đây cũng là thời điểm vua cá Koi và vợ cũ thống nhất ly hôn. Với sự tương đồng suy nghĩ và mong muốn vun đắp hạnh phúc trong tương lai, tháng 5 năm 2022, cả hai tổ chức đám cưới linh đình và quyết định về chung một nhà chỉ sau thời gian ngắn tìm hiểu đối phương.